Hello, chào các bạn, mình là Dừa Hâu. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về mấy cái hàm. Các bạn có bây giờ làm mấy cái hàm bên Excel chưa? Thì nó sẽ có những cái dạng giống như vậy đúng không? Thì bên After Effects nó cũng sẽ có một số các cái hàm như vậy. Và cái hàm hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đó chính là một cái hàm loop. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể lặp đi lặp lại video, lặp đi lặp lại những cái hiệu ứng, những cái keyframe mà các bạn muốn nó kiểu kiểu không vậy nè. Nó sẽ là vòng lặp liên tục á. Không biết là các bạn đã nghe qua cái từ expression ở trên After Effects chưa? Nếu mà chưa hoặc là nghĩ nó sẽ rất là khó rồi liên quan đến code này nọ thì cứ xem xong video ngày hôm nay đi, các bạn thấy nó dễ lắm. Và vì mình tốn khá là nhiều thời gian để tìm cách làm sao cho các bạn dễ hiểu ở cái phần này, cho nên hy vọng là các bạn tặng cho mình một like và một subscribe nếu như các bạn chưa đăng ký channel của bạn đây nhé. Bây giờ vô trong cái phần giải thích. Mới đầu vào á, chắc là mình sẽ giải thích qua một chút về cái hàm loop. Thì một hàm loop á, nó sẽ có hai cái dòng lệnh chính là loop in và loop out. Còn một cái dòng lệnh nữa nhưng mà nó ít sử dụng lắm, cho nên mình sẽ nói sau vào một video khác. Và các bạn nhớ là phải viết hoa hai cái chữ cái đầu của in và out. Ví dụ như là chữ out á, thì các bạn viết hoa chữ O, còn chữ in thì các bạn viết hoa chữ Y. Sau đó là các bạn mở cho mình một cái ngoặc, rồi sau đó mở thêm một cái ngoặc kép để chúng ta có thể ghi thêm những cái thuộc tính vào trong đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có bốn thuộc tính chính, đó chính là cycle, bing bong, offset và continue. Sau khi mà bạn ghi xong cái thuộc tính á, thì các bạn đóng ngoặc kép lại. Có thể các bạn đóng ngoặc đơ luôn là nó đã xong được cái hiệu ứng rồi. Nhưng mà nếu muốn thêm cái tùy chọn nữa thì chúng ta phải có dấu phẩy và cái số tùy chọn ở phía sau, lát nữa mình sẽ giải thích. Nói chung mấy cái này nó cũng dễ lắm, công thức thì cũng giống như Excel thôi. Chỉ có điều là giờ mình cũng vẫn chưa làm được cái Excel nào. Rồi giờ mình so sánh cho các bạn loop in và loop out cho dễ hiểu ha. Trong cái trường hợp này á, là mình đang có một cái timeline dài như thế này. Và đây là kim thời gian. Còn ở giữa nó sẽ có ba cái keyframe. Lúc này mình sẽ đặt cái dòng lệnh là loop in và loop out vào cho các bạn thấy được cái sự khác biệt nha. Loop in á, là nó sẽ xảy ra trước cái phần keyframe cho đến cái keyframe cuối cùng. Đây, mình khoanh cho các bạn thấy cái vùng mà nó sẽ xảy ra. Còn loop out thì nó chỉ xảy ra ở cái keyframe đầu tiên cho đến hết về sau luôn. Và các bạn cũng sẽ thấy cái vùng khoanh của nó sẽ hơi ngược so với lại cái thằng loop in, đúng không? Ở đây mình có để cái timeline cho hai thằng chạy cùng một lúc thì các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt ha. Rồi, giờ vô trong cái phần After Effects thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái ví dụ cụ thể. Đầu tiên á, là mình sẽ đặt keyframe rotation để cho cái tên lửa của mình nó bay quanh cái mặt trời. Thì hai keyframe mình đặt nó xa xa một xíu cho các bạn dễ hình dung thôi. Như các bạn có thể thấy, nếu chúng ta để in thì chỉ khi nào cái kim thời gian nó chạy tới đúng cái keyframe thì mọi thứ nó mới bắt đầu chạy, đúng không? Và sau đó nó sẽ dừng lại khi mà kết thúc cái keyframe, ok? Rồi bây giờ mình sẽ thử bỏ cái loop in vào. Thì để bỏ được cái loop in vào á, các bạn nhớ nhấn giữ Alt xong click chuột trái vào trong cái đồng hồ của cái thông số mà các bạn đang đi keyframe á. Ở đây mình điền thử cái loop in vào trước ha, thì nó có sẵn luôn này nè. Bây giờ các bạn cho nó chạy thì cái loop in nó sẽ diễn ra ngay từ ban đầu luôn cho đến khi mà các bạn kết thúc cái phần keyframe. Rồi bây giờ đến với lại cái ví dụ của loop out ha, thì các bạn chỉ cần gõ cái loop out vào thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phần đầu nó không có chạy. Đến khi nào mà chạm tới cái keyframe á thì nó mới bắt đầu chạy, và nó chạy tới khi nào mà kết thúc cái timeline của các bạn luôn. Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu về loop in và loop out, cái hàm nó hoạt động như nào đúng không? Bây giờ chúng ta tới với lại cái thuộc tính đầu tiên, cycle. Đúng, thật ra là cái cycle chả khác bà gì với lại cái thằng loop in loop out nếu mà chúng ta để không thôi. Nhưng mà nó có một cái rất là quan trọng và khi mà các bạn tùy biến nó thì rất là hay. Xong cái loop in và loop out rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta đi vào cái thuộc tính của nó. Thì thuộc tính đầu tiên là cycle. Thì thực ra cái cycle nó không khác bà gì cái loop in, loop out ban đầu cả. Nhưng mà cái sự khác biệt á là sau cái chữ cycle các bạn có thể thêm được cái số lượng keyframe mà các bạn muốn lặp lại được. Trong cái trường hợp của mình á thì mình sẽ đặt thêm 3 cái keyframe trong cái phần rotation này đi ha. Tiếp theo thì mình chỉnh sửa lại cái dòng lệnh một chút. Thì ở sau cái chữ cycle á mình sẽ thêm cái số 2 vào. Cái số 2 này á, nó sẽ chỉ định cho hai cái cặp keyframe cuối cùng mà chúng ta vừa đặt ở trên cái rotation á. Cơ mà để mình giải thích qua một chút về cái số 2 này nha. Ví dụ các bạn chỉ điền số 1 vào thôi thì đây là một cặp keyframe. Còn nếu mà các bạn điền số 2 vào thì nó có nghĩa là cặp 1 là hai keyframe này, cặp 2 là hai cái keyframe này. Và các bạn có thể thấy hai cặp ở đây không có nghĩa là bốn cái keyframe đâu nhé. Nó chỉ là ba keyframe thôi. Và đây là cái ví dụ của mình, thì các bạn cũng có thể thấy lặp hai cái cặp keyframe cuối là sẽ như thế nào.
cái phần số này nó sẽ áp dụng vào trong một số trường hợp. Ví dụ như ban đầu cái tên lửa này nó không có nằm sẵn ở trong cái vòng mà nó bay từ ngoài cái khung hình đi vào, sau đó nó cứ bay vòng và lặp đi lặp lại liên tục, thì các bạn sẽ dùng đến số để các bạn chọn những cái cặp keyframe mà các bạn muốn lặp lại. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ trường hợp tiếp theo là mình sẽ thử cái bing bong ding dong. Ai chưa hình dung được thì nó sẽ giống như thế này nè, kiểu giống như thằng đầu lặp thằng đuôi về lại thằng đầu về lại thằng đuôi vậy á. Trước tiên thì chắc là mình sẽ đặt một cái keyframe nó bình thường thôi, kết hợp giữa position và size cho nó đi từ trái sang phải như thế này. Ở giữa scale á, thì mình sẽ đặt cho nó một cái keyframe nữa để cho nó giãn ra ở cái phần giữa. Và cái kết quả mà chúng ta đạt được là nó sẽ đi từ trái sang phải giống như thế này. Tiếp theo các bạn mở cái mục expression của cái position ra, sau đó mình sẽ điền cái dòng là loop out. Ở đây mình đặt loop out là tại vì mình muốn nó sẽ diễn ra và lặp lại từ cái keyframe đầu tiên này cho tới hết về sau luôn. Trong loop out thì mình sẽ điền vào cái thuộc tính là bing bong, sau đó đóng ngoặc lại là ok, thì các bạn sẽ thấy nó lặp qua lặp lại, nhưng nó chỉ lặp lại cái thông số position thôi. Bây giờ mình cũng muốn cái scale nó lặp lại thì làm như thế nào? Đương nhiên là các bạn chỉ cần copy cái hàm này, sau đó dán lên ở trên cái mục scale là chúng ta sẽ có được một cái hiệu ứng rất là hay. Nhắc với các bạn luôn là Quả Rê hiện tại đang có một khóa học biên tập video chuyên nghiệp trên phần mềm Adobe Premiere Pro. Khóa học này thì mình xây dựng làm sao để cho tất cả các bạn khi mà học sẽ có được kiến thức về kỹ năng phần mềm từ A tới Z luôn. Thứ hai nữa là sẽ xây dựng được một cái phần tư duy rất là tốt để cho các bạn có thể biên tập video mọi nền tảng, mọi thể loại luôn. Ngay cả khi các bạn là người mới, các bạn thắc mắc về cái hiệu ứng hay là thắc mắc về cái một cái cách chỉ màu nào đó, thì tụi mình luôn có một cái group để support cho các bạn đầy đủ những cái đấy. Đương nhiên link tham khảo khoa học thì mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này. Các bạn nếu mà muốn bắt đầu, và sau này á, khoảng tầm tháng 2 tháng nữa là mình đã ra một cái khóa về After Effects rồi, thì khi mà các bạn học về Premiere, các bạn hiểu được tốt rồi thì các bạn qua After Effects nó dễ và nó đơn giản vô cùng. Tiếp theo là thuộc tính offset. Dạo gần đây chắc là các bạn đã nghe rất là nhiều cái offset ở trong cái channel Quả Rê đó, nhiều video gần đây mình làm về offset lắm. Nhưng mà cái offset ở trong đây nó lại khác nha. Đây là một cái ví dụ khá là vui để các bạn hình dung cái offset nó sẽ làm việc như thế nào. Hình dung thôi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tới với cái việc làm thủ công con sâu trước. Thì ban đầu mình sẽ đặt keyframe cho cái cục tròn nó di chuyển từ trái sang phải. Sau ở cái phần giữa của cái size thì mình sẽ điều chỉnh cái thông số cho cái con sâu nó giãn ra. Thì như vậy là ok rồi, là con sâu nó mới đi được một bước. Bây giờ để con sâu nó đi được bước thứ hai, thì có phải lúc này các bạn phải đặt keyframe ở một position để di chuyển tiếp con sâu qua bên phải, rồi sau đó các bạn phải chỉnh sửa lại scale, rồi các bạn lại còn phải giãn nó ra ở giữa một lần nữa. Nói chung là các bạn cứ hình dung nếu mình làm cho cái con sâu nó bước khoảng 20 hay 30 bước là... Nhớ là giống như hồi nãy, chúng ta sẽ bỏ cái hàm này vào cả hai thông số là scale và position. Sau đó offset nó sẽ tự tính toán cái đường, cái hướng mà các bạn đang đi về á. Nó sẽ lặp đi lặp lại và cho tới khi nào kết thúc cái timeline thì thôi. Lúc này á, thực sự chỉ quan trọng là có cái màn hình của bạn có đủ, hay là cái khung, cái độ phân giải của bạn nó có đủ để cho cái con sâu nó đi hay không thôi. Chứ còn vấn đề là đi bao xa không phải lo. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính là continue để làm cho cái đĩa than của chúng ta nó xoay như thế này. Đương nhiên là để cho cái đĩa than xoay thì các bạn chỉ cần đặt cái keyframe ở cái mục rotation thôi, đúng không? Lưu ý là ở đây mình mới cho nó xoay khoảng 180 độ, tức là mới được nửa vòng thôi. Sau đó thì các bạn nhét cho mình cái hàm loop out vô trong cái mục rotation này. Ở đây thuộc tính của mình á, sẽ để là offset trước nha. Thì các bạn cũng thấy là trong cái trường hợp á, mà đĩa than nó xoay vòng thì các bạn cũng có thể bỏ cái offset vào để cho nó cứ tĩnh tiến, nó xoay vòng. Vậy thì chúng ta cần tới continue để làm gì, đúng không? Đây, cái continue nó áp dụng vô trong cái trường hợp này nè. Nếu như ở đây cái rotation của mình á, mình đặt thêm một cái keyframe ở giữa nữa để cho cái đĩa than ban đầu của mình á, nó chạy nhanh, xong đó nó chạy chậm lại một chút. Lúc này các bạn sẽ thấy offset nó sẽ lặp lại cái vừa nhanh, vừa chậm, vừa nhanh, vừa chậm. Nó rất là khó chịu với một cái đĩa than. Đương nhiên lúc này á, các bạn chỉ cần thay thế cái dòng code một chút, đó chính là thêm cái số 1 để cho cái offset của chúng ta nó chỉ lặp lại đúng cái cặp keyframe ở phía sau, tức là cái cặp keyframe làm chậm đó, thì nó mới ra một cái kết quả là nhanh, sau đó chậm đều. Cho nên lúc này mình sẽ thay đổi cái thuộc tính của nó về là continue. Thì cái continue của chúng ta nó sẽ lặp lại cái hành động cuối cùng của cái đĩa than. Lưu ý kỹ cái này nha, là cái continue nó sẽ không lặp lại cái keyframe cuối cùng, mà nó sẽ lặp lại cái hành động cuối cùng của cái đĩa than. Và đây là cái kết quả mà các bạn có thể sử dụng offset với lại cái số 1, hoặc là các bạn chỉ sử dụng mỗi continue thôi. Lúc này các bạn sẽ thắc mắc không biết cái trường hợp nào chúng ta nên sử dụng offset, lúc nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái continue.
đúng không? Chắc chắn là channel của Adam sẽ không bao giờ để các bạn phải đặt dấu chấm hỏi và thắc mắc mấy cái như vậy. Cho nên xem đến đây rồi thì nhớ cho tụi mình một like và một subscribe nếu như chưa đăng ký kênh nha. Không biết là trường hợp nào thì chúng ta nên sử dụng offset, trường hợp nào chúng ta nên sử dụng continue, đúng không? Tại vì nó đều là kiểu tĩnh tiến của cái phần sau mà. Trong cái trường hợp này á, thì mình sẽ đặt keyframe position. Position nha, tức là di chuyển trục XY đó, để cho cái tên lửa của mình nó bay khoảng được chưa được nửa vòng thì nó tới đây. Sau đó mình sẽ gõ cái thuộc tính là continue vào trước đi ha. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái tên lửa của mình nó đang bay cho tới và nó vèo, nó rớt ra ngoài luôn. Lúc này không biết là các bạn đã nắm được cái cách làm việc của continue chưa, tức là nó sẽ tĩnh tiến dựa trên cái hành động cuối cùng của cái tên lửa. Để nói cho dễ hiểu á, thì nếu mà mình đặt cái thông số rotation xung quanh cái mặt trời thì nếu bạn đặt cái continue hoặc là offset nó cũng sẽ tiếp tục xoay quanh cái mặt trời vì nó là rotation, là xoay á. Nhưng nếu bạn đi keyframe position cho nó, tức là cái trục mà XY á, thì những cái chuyển động sau đó của nó chắc chắn là sẽ có khác biệt. Rồi bây giờ nó mới tới cái hay nè, đó chính là mình sẽ đổi cái thuộc tính continue về offset. Thì các bạn sẽ thấy ban đầu cái tên lửa nó cũng di chuyển nó đúng bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ lặp lại với lại cái keyframe đầu và nó cứ tĩnh tiến và nó văng dần lên trên như thế này. Rất là mắc cười đúng không? Tức là nó sẽ lặp lại cái keyframe ban đầu nhưng mà nó sẽ tĩnh tiến dần qua hướng bên phải. Còn lúc này nếu như các bạn thay đổi cái thuộc tính tiếp tục là bing bong đi thì cái tên lửa của chúng ta nó sẽ đi từ bắt đầu cho tới kết thúc, sau đó nó từ điểm kết thúc dạt về lại điểm bắt đầu rồi nó cứ vòng lặp như thế. Các bạn hiểu là chúng ta nên dùng trong trường hợp nào chưa? Nó hơi rối một chút nhưng mà hết cỡ rồi các bạn, mình giải thích như vậy là hết cỡ rồi đó. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong về phần loop iteration này rồi đúng không? Thì các bạn thấy chỉ cần biết cái loop này thôi là các bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian để các bạn có thể lặp đi lặp lại một cái effect. Chưa kể là các bạn có thể áp dụng vào trong những cái video velocity này, những cái video mà nó nhanh chậm hoặc là những video dạng 2D animation kiểu như thế này. Thì những cái 2D animation dạo gần đây mình thấy được áp dụng rất là nhiều trong các cái video. Kiểu các bạn muốn nó loop một cái hiệu ứng gì đó để cho cái video của mình nó liên tục. À nhắc mới nhớ, sắp tới chắc là mình sẽ làm chỉ cho các bạn làm sao để làm ra những cái timelapse rảnh kiểu dạng motion graphic timelapse, hoặc là có thể gọi là lower third. Còn mấy cái đó là hay kiểu có sẵn rồi đó. Các bạn chỉ cần làm ra xong lần sau các bạn chỉ cần kéo vào trong bất kỳ một cái video nào đó là xong. Đương nhiên là sẽ kết hợp với lại cái primer rồi. À primer cũng làm được mấy cái đó nha. Hẹn các bạn vào video sau, và nếu như có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới, cứ hỏi cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn vào video lần sau. Bye bye.